Hồ Suối Cam ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi dưới hồ nước này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các công nhân đang làm cỏ tại khu vực công viên Suối Cam thì tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước sát bờ hồ. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định 17 tuổi ở thành phố Đồng Xoài. Cách hiện trường nơi phát hiện thi thể gần 100 mét là một chiếc xe đạp và một đôi dép dựng trên bờ. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.